Đức xin chúc đội tuyển Sài Gòn Phantom có một mùa thi đấu thật là đoàn kết, thành công và đạt được tấm huy chương vàng. Mình xin chúc đội tuyển Sài Gòn Phantom có một mùa SEA Games thành công và mang về huy chương vàng cho Tổ quốc. Hoàng Yến TV xin gửi lời chúc đến đội tuyển Việt Nam, chúc mọi người sẽ có được thành tích cao nhất tại SEA Games 31 lần này. Hoàng Yến sẽ luôn ở bên cạnh và cổ vũ cho mọi người. Fighting! Kara xin chúc cho đội tuyển Liên Quân Mobile sẽ giành được huy chương vàng tại kỳ SEA Games 31 này và sẽ trở thành đội tuyển Liên Quân tài năng nhất của Việt Nam nhé. Cố lên! Hello, xin chào tất cả các bạn. Như Tú được biết thì Sài Gòn Phantom sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự kỳ SEA Games 31 lần này. Trời ơi, còn điều gì mà có thể vinh dự hơn, đó chính là gửi lời chúc đến Sài Gòn Phantom, đến đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam cố gắng sẽ đạt được thành tích cao nhất trong kỳ SEA Games lần này. Và các bạn cứ yên tâm rằng sau các bạn còn có anh Tú và tất cả các anh em game thủ Việt Nam sẽ luôn luôn đồng hành, dõi theo và cổ vũ cho các bạn nhá. Cố gắng lên, let's go! Gặt vàng SEA Games đem về vinh quang cho nền Liên Quân Mobile Việt Nam nhé các chàng trai ơi. Ăn hết tài nguyên, phá hết trụ, dọn luôn nhà chính đối thủ để đứng trên mục cao nhất, giành huy chương vàng và hát vang quốc ca Việt Nam nhé. SEA Games 31 là cơ hội tốt để Liên Quân Mobile được nhiều khán giả biết đến. Bơm cùng các đồng đội cố lên. Đội tuyển Việt Nam vô địch. Chiến thắng và vinh quang đang chờ đón đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam. Việt Nam vô địch. Ăn hết tài nguyên, phá hết trụ, dọn luôn nhà chính đối thủ và đứng trên bục cao nhất để nhận huy chương và hát vang quốc ca Việt Nam nha. Gặt vàng SEA Games và mang vinh quang về cho Liên Quân Mobile Việt Nam với các chàng trai ơi. Việt Nam vô địch. Quang đang chờ gặt đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam. Việt Nam vô địch. Chúc đội tuyển Sài Gòn Phantom sẽ bình tĩnh, tự tin để đạt được nhiều thành tích cao tại SEA Games. Cổ vũ đội tuyển Liên Quân Việt Nam tại SEA Games 31 từ ngày 20 tới 22 tháng 5.